Món này ngon đấy anh ơi. Cái món này phải ăn với mắm tôm mới ngon đúng không ạ? Xào tỏi á? Thế à? Xào tỏi cho chưa ăn rồi, ăn với... Hôm nào về làm một bữa xào tỏi ăn ngon cực, cho lá nốt với thì lá chi tô vào. À, lá nốt, lá chi tô xào như rau muống ấy hả? Dầu khan. Tức là xào giống như là xào rau muống đấy gì? Đấy. À thế à? Cô có thể chia sẻ từng bước một không? Từ lúc làm cho đến lúc không ngứa. Cái đây là bồng ngứa, bây giờ họ bán đầy bồng không ngứa thì cứ thế là về làm về nấu thôi nó ngứa. Cái bồng này là bồng ngứa. Bồng ngứa hả? Bồng ngứa này bị làm xong bóp muối rồi buộc đi. Ủa, sao? Xào giống rau muống hay như nào? Qua đầu tiên có trần qua nước không? Đó, thì đấy mình đem luộc qua một lần này đi. Vâng. Luộc qua một lần thì hành tỏi lên. Khi hành tỏi lên. Rồi. Xong bắt đầu là cho vào. Nhưng mà cái bồng ngứa này là không được ngoáy. Không ngoáy á? Không ngoáy thì làm sao đều được? Mình cho nước kín rồi nó không ngoáy. Mình cho nước rồi xong bắt đầu mình đun kỹ lên. Thế là nó ngấm mắm muối vào. Tự ngấm, tự nó ngấm rồi. Thì mình cho lên trên thì nước nó râm ra nên thì bắt đầu mình nấu nó ngấm nghĩa mà. Xong à. Gần chín rồi thì cho tiếp tục nó nốt vào. À, có ngứa không? Không. Tức là cũng bí quyết là để mà không ngứa cái này là không được ngoáy. Đầu tiên luộc đổ hết nước đi, không để cho ráo khô đi. Sau đó là đập hành tỏi rào xào hành tỏi cho thơm đi. Phi lên xong rồi cho thơm, xong rồi cho này vào, xong rồi đổ nước vào, xong rồi cho mắm muối vào. Xong rồi đợi cho nó chín rồi cho tía tô lá nốt, xong rồi bắc ra là ăn luôn. Thì đây là giống khoai ngứa, còn cái loại kia là khoai ngọt đúng không? Khoai kia thì không cần, nhưng mà cháu thích ăn cái loại ngứa này thì nó còn ra ngon hơn. Chính ăn cái này nó đậm đà hơn. Vâng, ăn cái kia này nhạt. Vâng. Cái này cháu thích ăn cái này nấu mắm tôm thôi. Nó tôm á, về xào với tỏi ăn ngon cực luôn. Về xào thử ăn nhưng sau nhiệt luôn, chứ cái này nấu canh nó cũng nhạt. Nấu canh nó nhạt đúng rồi, nấu canh nhạt. Nấu canh nó nhạt, chỉ có xào khi lên xào hành tỏi. Xong lá nốt với tía tô cho vào. Lần sau lại muốn ăn nữa. Thế thì để bí quyết về bổ vợ làm cho. Trước nhà trong cũng trồng này mà. Trước thì hầu như nhà nào. Ôi. Làm chị lấy cái gì đây? Không có phải cầm như thế này. Phải cầm thế. Làm YouTube đi à? Vâng. Ai đấy nhỉ? Hay không anh? Anh Phong chưa qua hả chị? Máy bơm chứ làm gì? Làm sao? Lại đắt đèn làm gì nữa? Lại nỗi cái gì à? Là chia nhau hả? Làm họ thôi hả? Tôi tưởng làm không chia nhau mỗi người một ít. Ai thích ăn thì cho ăn, người ta phải chia. Cái thời làm ăn chia nhau giờ nó qua rồi nhỉ? Cho nhau thôi. Mà chia như ngày xưa, tranh cướp nhau. Tranh cướp nhau. Để làm bây giờ cho. Ai mà cấy được thì họ cho luôn một cái không. Cho. Chứng tỏ là người ta gọi bần cùng sinh phú quý là như thế đúng không? Khi mà khó khăn thì với cái gì? Lễ nghĩa sinh phú quý của mình cũng sinh lễ nghĩa sinh phú quý ngày xưa là khó thì không có lễ nghĩa gì cả. Hả? Quen đấy chứ. Quen từ ngày bắt đầu nó về đây cửa bừng nước luôn. Gọi là nó bảo vâng. Ôi giờ ngủ rồi nó đẻ mồ hôi đi
Anh ạ. Đấy, đấy thí đâm vào cái đồ của bà. Thấy ô tô sẽ máy về đồ đó. Đi vào đây, đi vào đây ngồi xuống. Vâng. À, xin chị, xin chị cốc nước. Rồi cả cái thằng con quấn kia đi. Cho nó quen việc đi, sau này mình còn bàn giao ấy. Còn bàn giao giang sang đất nước. Vào đây chứ mày, vào đây ngồi tí bố ra. Có, vào đây yên tâm, có. Mày bị lớn đi nữa thì con gái nhà bác nó lớn lắm. Mời anh em nhá. Chưa ăn bánh mì là mới năm. Ăn không? Cái mình đã ở đây bao tiền ấy? 15.000. 20.000 quá. Nhưng mà có chất nữa không? Được. 15.000. 20.000. 25.000. À bà tiết lộn 30.000. Vẫn ăn được trứng lộn rồi. Muộn đấy. Anh em mình cũng có mía vào, con nở ra nhá. Tiền tầm mái được rồi. Đây gửi tiền đâu? Cho chị trả tiền. Rồi bắt dưới. À. Bắt dưới là bắt hẳn nữa đấy mì. Là bắt dưới hết trăng. Anh muốn đất dây bây giờ. Còn một điện vẫn còn một cuốn dây. Không. Quậy quá nhiều lúc nào đó. Tháng năm quê tôi có thuốc nào? Thuốc nào đây? Thuốc nào đặc sản Tiên Nam em ơi? Người đang hưởng lương hưu trợ cấp thất sức lao động, người đang học tại các trường thuộc đây là thuốc nào ấy? Nhằm mất năng lực hành vi dân sự, ban quản lý quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện hoan nghênh và tiếp nhận tinh thần tự nguyện ủng hộ quỹ của các đối tượng quy định tại điểm này. Có anh em nào thích hút thuốc nào không? Tháng 12 năm 2022. Anh ơi!